Vườn xứ Ngô Gia chào cô chú quý anh chị ngày 5 tháng 7 năm 2024. Thì hôm nay em tiếp tục đăng bán lô xứ hạt giống Thái nha quý anh chị. Quý anh chị mình chọn lựa được cây nào thì vui lòng gọi cho em theo số điện thoại 0916 256 522. Thì hiện tại bên em ship hàng toàn quốc nha. Đối với những cây nhỏ thì em sẽ đóng nguyên bầu cho quý anh chị ha. Em xếp qua đất ra bớt rồi em đóng cho quý anh chị ha. Còn những cây lớn thì em sẽ nhổ ra. Rồi đơn hàng 200 ngàn em cũng sẽ gửi kèm cho quý anh chị mình gói thuốc ít rễ. Thì gói đó quý chị pha được 20 đến 30 lít nữa ha. Còn quý chị nào ít thì mình xớt ra 1 gram thôi. Quý chị pha cho 2 đến 3 lít nữa thì quý chị tưới được 3-4 cây sứ ha. Rồi cây số 1. Cây số 1 là cây dòng của đại mỹ nhân nha quý chị. Này là trắng hồng ha, xe bông to. Cánh qua dày, cây này phân tàn 3 nhánh nha. Củ to bằng cầm tay người lớn. Cây số 1 này giá 70 nha quý chị. Số 1 giá 70. Cây số 2. Cây số 2 là cây hồng sọc 3 lớp nha. Hồng sọc 3 lớp. Cánh qua dày sai bông to. Cây phân tàn rất là tốt, 2 4 6 nhánh bự, củ to cả cùm tay người lớn nha. Rồi cây số 2 này là giá 70 luôn nha quý chị. 70 ha. Hoa cũng rất là đẹp. Rồi số 2 giá 70. Số 3. Số 3 là cây hoa màu vàng. Vàng này cũng đậm nha quý chị, nhưng mới trổ ra nó hơi lạc nhẹ nha. Cái bộ lá đẹp luôn, cây phân tàn tốt, củ này cỡ cầm tay bé thôi nha. Cây số 3 này giá 70. Số 3 giá 70 nha quý chị. Cây số 4. Cây số 4 là cây hoa khá là đẹp nha. Vàng đỏ. Đỏ rất là đẹp ha. Cây này chùm nụ thì cũng rất là đẹp luôn. Cây một cốt nha quý chị. Này về quý anh chị xả tàn ha, là nó sẽ ra nhiều nhánh nha. Rồi cây số 4 này là giá 100, số 4 giá 100 nha. Cây hoa rất là đẹp nhưng mà nó bị mất sức rồi quý anh chị. Rồi số 4 giá 100. Số 4 giá 100 ha. Hoa rất là bén luôn. Cánh hoa dày. Cánh hoa dày cứng ngắt luôn ha. Màu sắc rất là ok, số 4 này giá 100. Rồi tiếp tục là cây số 5. Cây số 5 là cây cũng rất đẹp quý anh chị, khuôn hoa tròn hai lớp ha, trắng hồng sọc rõ nét. Cây này phân tàn được đằng hai nhánh luôn nha, củ to cũng cỡ cầm tay người lớn luôn. Rồi cây số 5 này là giá 70, số 5 giá 70 nha quý anh chị. Cây số 6. Số 6 là cây đại mỹ nhân hai lớp nha. Đại mỹ nhân thì hai lớp nó có cái kiểu mới trổ ra thì nó vậy chứ ngày mai nó sẽ thẳng lại nha. Cây này đẹp ha, trắng đỏ rõ nét hai lớp, khuôn hoa tròn, cây phân tàn rất là tốt, củ to cỡ cầm tay bé nha. Cây số 6 này giá 100. Số 6 giá 100 nha quý chị, phân tàn rất là tốt luôn nè. Rồi số 6 giá 100. Rồi kế đến là cây số 7 nha. Cây số 7 cây hoa cũng khá là đẹp luôn. Một bên tím, một bên vàng, chính giữa có cái sọc hồng nha quý chị. Cây này thì mini. Sai bông trung bình lớn nha, cây mini. Cây này cỡ cầm tay em bé ha. Còn cây này thì nhỏ hơn một cặp này luôn nha quý chị. Cái bông này thì nó không có đẹp lắm nha. Còn bông này thì sức sắc nhưng mà nó hơi nhỏ thôi. Rồi hai cây này là giá 100 luôn nha. 100. Cây hoa rất đẹp, cánh hoa dày cui. Rồi cây cặp số 7 này giá 100 ha. Cây số 8. Siêu to siêu khổng lồ luôn nha. Đời đầu. Này là về quý anh chị đưa vô chậu nào chơi cũng được nha. Cũng rất là to và màu da cũng rất là sáng sáng láng luôn ha, cũng to nè. Cái vòng tay em là mới nửa thôi nha. Đó. Mới nửa thôi nha quý chị. Cũng rất là to. Cây này thì đỏ đậm. Hai lớp nha. Cây này có hai lớp đỏ thôi. Hai lớp đỏ mà đỏ rất là đậm ha. Cây này nuôi lớn cũng đã lắm rồi quý chị, này về là nuôi là chơi liền luôn ha. Cây phân tàn rất là tốt, cũng to đùng. Rồi cây số 8 này là giá 100 nha. Số 8 này giá 100, mấy cây này phải nhổ ra nha quý chị. Số 8 giá 100, củ rất là to ha, nằm trong chậu 10 mà chậu 10 lớn luôn á, méo chậu ha. Này chậu là một gang tay chưa giáp nè. Rồi cây số 8 này giá 100. Mày về quý chị đôn lên, đôn củ lên ha. Củ này cũng có hình đẹp luôn quý chị. Mình có thể cắt bỏ mấy cái rễ này bỏ nè, chừa cái khúc rễ dưới thôi, đôn lên là rất đẹp ha. Số 8 100. Bông thì cũng rất là đậm đà nha, hai lớp đỏ. Rồi cây số 9. Cây số 9 là cây sọc gân. Gân hồng nha quý chị.
nền hồng phấn gân hồng luôn, sai bông trung bình lớn, cây phân tàn cũng rất là tốt, củ to. Cây số 9 này là củ cũng cỡ cầm tay người lớn nha. Cây số 9 này là giá 100 luôn nha quý anh chị, số 9 giá 100. Số 10 trắng hai lớp, chỗ rất là đẹp nha, hai lớp hồng đỏ luôn. Cái này hồng hồng đỏ nha quý chị, cái này nó trắng mà hồng đỏ rất là hiếm nha, hồng nâu. Rồi cây phân tàn rất là tốt nha, củ to cả tầm tay người lớn nha. Cây số 10 này phân tàn được 4-5 nhánh luôn. Thì cây sứ quý anh chị về mình chăm sóc, mình vừa mình chơi củ, mình chơi tàn rồi chơi bông luôn nha quý anh chị. Tại cây sứ là cây lâu năm ha, về quý anh chị trồng lần lần nó sẽ lớn là rất là đẹp ha. Mình cố gắng mình chơi cái bộ củ cho nó đẹp nha quý anh chị. Rồi cây số 10, cây số 10 này là giá 100. 11 nha, 11 là cây dòng sao Noel. Cái này là hồng đậm viền tím nha, hồng đậm viền tím. Cây này phân tàn cũng tốt quý anh chị, 2-4-5 nhánh nha, củ to cũng cỡ tầm tay em bé ha. Cây số 11 này là giá 100 luôn, 11 giá 100. Rồi tiếp tục là cây số 12 nha. 12 là cây hoa màu đỏ đậm, đỏ có cái sọc đen ha, hai lớp rất là đẹp nha. Đó, hai lớp rất là đẹp, cánh hoa dày bung căng. Cây này phân tàn được 4-5 nhánh nha, củ cũng to cả cầm tay người lớn luôn. Cây số 12 này là giá 70, 12 giá 70 nha quý chị. Rồi 13 là cây vàng sọc hồng rất là đẹp ha. Đây bông này rất nó thẳng ra rang luôn quý chị, vàng sọc hồng hồng đỏ nha. Cánh nhọn, cây này cây số 13 cũng cỡ tầm tay em bé ha. Cây số 13 này là giá 100 nha. Mấy cây này nuôi lớn rất là đẹp nha quý chị, 13 giá 100, bông mà thẳng rang luôn ha. Rồi 13 giá 100. 14 nha, 14 là cây màu đỏ, đỏ ba lớp rất đẹp quý chị, đỏ này ba lớp ha, cánh dày đứng hoa, cây phân tàn cả chục nhánh luôn nha, củ to cả tầm tay người lớn luôn. Rồi cây số 14 này là giá 70 nha quý chị, 14 giá 70 ha, đỏ rất là đẹp luôn, 14 giá 70, tàn cửa rất ok luôn nè, cuốn ngắn đứng hoa, cánh hoa dày ha. Rồi 14 giá 70. Tiếp tục qua cây số 15 nha. 15 là cây màu vàng vàng, ở bên đây cam cam, vàng vàng cam cam, cánh hoa dày hai lớp luôn nha quý chị, hai lớp luôn ha, sai bông to, cây phân tàn rất là tốt, củ to cũng cỡ cầm tay người lớn luôn. Rồi cây số 15 này là giá 70, 15 giá 70 nha. 16 là cây trắng tinh, trắng không có chuyển màu gì hết luôn nha, trắng thật là trắng luôn ha, trắng như bạch tét luôn. Rồi khuôn hoa tròn quay, cây này phân tàn được 3 nhánh bên trên ha, củ to cũng cả cầm tay người lớn luôn. Cây số 16 này là giá 150 nha, 16 giá 150, không có thơm nha quý anh chị, 150 ha, hoa rất là đẹp luôn, sai bông to, khuôn hoa tròn quay. Rồi cây số 16 này là giá 150.000 nha, 150.000 ha. Rồi tiếp tục là cây số 17 nha. 17 là cây hồng đỏ ba lớp luôn, cây này ba lớp nha, sai bông rất là to, sai bông rất là to nha, cánh hoa dày. Rồi cây này 70 nha quý chị, cây này là củ to cả cầm tay người lớn luôn, phân tàn được 4-5 nhánh, bông thì rất là to ha. Rồi hồng đỏ ha, cây ba lớp, cây số 17 này là giá 70. Rồi hôm nay em có 17 cây nha quý chị, chọn lựa được cây nào thì vui lòng gọi cho em theo số điện thoại 0916256522. Cảm ơn, chào tạm biệt quý anh chị.